Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Bản tin quân sự ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Vì sao tàu Mỹ vào Biển Đen là một món quà dành cho nước Nga? Nối gót Trung Quốc tới lượt Thổ Nhĩ Kỳ nhái vũ khí của nước Nga. Mỹ sẽ làm gì với tên lửa Minin Man 3 đã lối thời? Kính thưa quý vị, theo chuyên gia quân sự, đại tá Victor Baranet, Nga không việc gì phải lo khi mà tàu chiến NATO thường xuyên hiện diện tại Biển Đen, sự có mặt thường xuyên của tàu chiến Mỹ tại Biển Đen chỉ có lợi cho nước Nga, bởi vì chúng giúp cho hạm đội Biển Đen luôn duy trì một tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tuyên bố trên được đưa ra bởi chuyên gia phân tích quân sự chính trị của tạp chí Cosmocia, Đại tá Viktor Baranet. Ông Baranet đã đưa ra một phát biểu trên khi bình luận về khả năng hai quân Mỹ điều thêm tàu chiến tới Biển Đen trong tình hình căng thẳng quân sự hiện nay giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng. Mở đầu bài bình luận của mình, ông Barrett nhắc nhở người Mỹ về việc theo điều khoản của Công ước Montreux, các quốc gia không thuộc Biển Đen sẽ bị hạn chế về việc gửi tàu chiến. Tổng trọng tải của một nhóm chiến hạm không được vượt quá 30.000 tấn và thời hạn lưu trú chỉ trong 21 ngày đêm. Chuyên gia quân sự khẳng định với những thiết bị theo dõi và hệ thống tên lửa chống hạm tối tân cho phép nước Nga kiểm soát mọi hành động của tàu chiến Mỹ khi nó tiến vào Biển Đen. Trong khi đó, các quốc gia thành viên NATO nằm trong khu vực Biển Đen, bao gồm Romania và Bulgaria, lại bị hạn chế về năng lực và không gây lo ngại cho nước Nga. Chúng tôi sẽ không sợ bất cứ một điều gì. Khi tàu chiến Mỹ sẽ đến, chúng tôi sẽ ngay lập tức kiểm soát. Chúng tôi quan sát từ máy bay, đôi khi là đánh gục bộ não điện tử của họ. Biển Đen đang nóng lên và ngày càng sôi sục từ cuộc đối đầu giữa Nga và NATO, nhưng chúng tôi đã quá quen thuộc với điều đó, Đại tá Victor Baranet đã khẳng định. Đồng thời, vị chuyên gia này nhấn mạnh Mỹ không nên đùa với hạm đội Biển Đen của Nga. Đó không phải là 60 chiếc thuyền bơm hơi không có máy chèo. 6 tàu ngầm diesel là một phần của hạm đội và chúng được trang bị tên lửa Khalib. Mặc dù Nga được hưởng lợi từ những sự hiện diện của Mỹ tại Biển Đen, bởi vì người mỹ tạo ra một cơ hội để moscow nghiên cứu các tàu chiến của họ cũng như thực hành theo sói và tiêu diệt chúng với một thực tế như trên nga không cần cử tàu của mình đi tập trận khi đối thủ tự đến nga sẽ tìm ra phương án đối phó trong tương lai và điều này khiến cho hạm đội biển đen luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ chúng tôi đang thử nghiệm nhiều hệ thống tác chiến điện tử có trong trang bị tàu chiến mỹ sẽ chỉ đơn giản là cảm nhận các thiết bị điện tử và chúng tôi lắng nghe phản ứng của nó chuyên gia Barrett đã cảnh báo. Trong một thông tin khác, tên lửa chống hạm Amata của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển trong thời gian từ năm 2009 tới năm 2018, thì nó đã chính thức hoàn thiện và đây được xem là một loại tên lửa chống hạm đầu tiên do quốc gia này tự phát triển. Có vẻ bề ngoài khá tương đồng với tên lửa chống hạm KH-35 Urane của Nga, Tuy nhiên, tên lửa Amaka của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm bán chỉ bằng 2 phần 3 so với tên lửa KH-35 do Nga sản xuất. Cụ thể, loại tên lửa này đã được phía Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm đánh trúng mục tiêu tại khoảng cách 200 km. Tầm bán tối đa của tên lửa chống hạm Amaka được cho là không quá 250 km. Tên lửa này mang theo một đồ đạn xuyên nổi mạnh có trọng lượng 250 kg. Tổng cộng loại tên lửa này có trọng lượng tối đa khoảng 800 kg chiều dài của tên lửa từ 4,8 cho tới 5,2 mét và nó có đường kính 350 ly. Động cơ này cho phép Amaka bay được với tốc độ tối đa là khoảng Mach 0,9, nghĩa là tốc độ cận âm. Sau khi được phóng ra, tên lửa sẽ triển khai cánh ổn định với sải cánh rộng 1,4 mét. Điểm yếu của tên lửa chống hạm Amaka đó chính là nó có tốc độ không quá cao dẫn tới việc có thể bị dễ dàng đánh chặn bởi đối phương. Tuy nhiên, việc bay ở tốc độ chậm kết hợp với hệ thống dẫn đường hỗn hợp INS và CPS được cho là sẽ giúp tên lửa Amaka có khả năng đánh trúng mục tiêu với độ chính xác rất cao. Chưa rõ hiện nay, tên lửa Amaka có khả năng bay với quỹ đạo biến thiên hay không, tuy nhiên nhiều khả năng loại tên lửa này sẽ có thể thay đổi độ cao và hướng khi bay để né tránh phòng không của đối phương. Đặc biệt, tên lửa Amaka của Thổ Nhĩ Kỳ còn được trang bị hệ thống dữ liệu thời gian thực cho phép tên lửa dựng hình ảnh mục tiêu ở dạng 3D cập nhật thông số mục tiêu, tấn công lại mục tiêu trước đó hoặc hủy nhiệm vụ. Phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định loại tên lửa này được thiết kế để có thể phóng đi từ nhiều cơ cấu khác nhau, trong đó có khinh hạm, hồ vệ hạm, tàu tuần tra hoặc thậm chí phóng từ trên cạn như một tên lửa bờ. Và trong tương lai, không loại trừ khả năng loại tên lửa này sẽ có thêm khả năng phóng từ máy bay, giống như các phiên bản hiện đại của tên lửa KH-35 Urane, những tên lửa đang được nước Nga sử dụng cũng không loại trừ khả năng tên lửa chống hạm Amaka của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài và cạnh tranh trực tiếp với các loại tên lửa chống hạm hiện đại bậc nhất trên thế giới hiện nay, trong đó có cả tên lửa Harpoon của Mỹ. Kết thúc bản tin ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng Việt Nam TV tìm hiểu Mỹ sẽ làm gì với tên lửa Minuteman 3 đã lỗi thời. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 đã 50 năm tuổi và hiện nay vẫn được trang bị trong lực lượng vũ trang của nước Mỹ. Hiện tại, nhiều phương án thay thế loại tên lửa này đã được đưa ra, tuy nhiên có nhiều người từ chối thay thế loại tên lửa này. Ông Peter Hussey, chủ tịch của công ty Geo Analyst, đã cho biết rằng đã có ít nhất 10 cuộc nghiên cứu của chuyên gia về việc có nên thay thế loại tên lửa này hay không. Chủ tịch Hussey cho rằng tuổi thọ có tên lửa đàn đạo liên lục địa Minuteman 3 là không thể kéo dài thêm được nữa toàn bộ hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa cần được hiện đại hóa và bao gồm cơ sở hạ tầng, sở chỉ huy và kiểm soát cũng như các cơ sở bảo quản và bảo dưỡng. Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Hoa Kỳ John Hayton và người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ Đô đốc Charles Richard cũng tin rằng đến năm 2030 các tên lửa này sẽ bắt đầu hỏng và cả hai ông đều nhấn mạnh rằng nếu như quân đội Mỹ không hiện đại hóa vũ khí này trong những năm tới, hệ thống này sẽ trở nên một cách quá lỗi thời. Ông biết rằng chương trình kéo dài tuổi thọ của tên lửa Minuteman 3 không thể đảm bảo khả năng săn đe theo một yêu cầu của Bộ Chỉ huy Chiến lược. Cho dù khắc phục được vấn đề tích hợp công nghệ cũ từ những năm 1960 thành một tên lửa mới, tên lửa này sẽ không thể đe dọa kẻ thù. Hiện nay, những người ủng hộ chương trình kéo dài tuổi thọ của loại tên lửa này tin rằng Washington có thể thực hiện một kế hoạch thông minh sử dụng Minuteman-3 như một loại vũ khí săn đe để chống lại các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga trong vòng tương lai. Kinh phí dành cho chương trình này được biết là khoảng 77,4 tỷ đô và ông Husi cho rằng đây là một con số quá lớn và quá đắt. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-3 có tầm bán 13.000 km. Nó đã phục vụ trong lực lượng không quân Hoa Kỳ từ năm 1970. Minuteman-3 là một loại tương tự tên lửa Topol nhưng không giống như tên lửa của Nga, nó được phóng từ bong kè. Hiện tại, Mỹ vẫn đang chật vật nghiên cứu và hiện đại hóa Minit Men trong khi đó Nga đã bắt đầu chế tạo loại tên lửa đạn đạo liên lục địa KES mới. Công việc nghiên cứu về loại tên lửa này được tài trợ theo chương trình vũ khí nhà nước năm 2027. Các tên lửa KES sẽ thay thế các tổ hợp già trong biên chế lực lượng tên lửa chiến lược Nga vào khoảng những năm 2030. Ngoài ra, Nga cũng có ý định nâng cấp tổ hợp già, nó có thể sẽ vừa di động và vừa cố định. Việc cả Nga và Mỹ được tích cực phát triển vũ khí đàn đạo liên lục địa có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai cường quốc Nga và Mỹ. Vì vậy, cách tốt nhất để hạn chế vũ khí là hai nước nhanh chóng kéo dài hiệp bước start 3. Vào tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại sứ quán Mỹ về việc hoàn thành các thủ tục nội bộ cần thiết để kéo dài hiệp bước start 3. Thỏa thuận vẫn không thay đổi và sẽ có hiệu lực. Đến ngày 5 tháng 2 năm 2026, Hiệp START-3 được ký giữa Nga và Mỹ vào năm 2010 và có hiệu lực vào ngày 5 tháng 2 năm 2011. Nó quy định rằng mỗi bên sẽ giảm kho vũ khí hạt nhân của mình trong 7 năm và trong tương lai tổng số vũ khí này không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo và liên lục địa, tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bể phóng đã triển khai và không triển khai.